Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị, rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khám Phá Vĩnh Long. Thì hiện tại á là gia đình nhỏ tụi em đang có mặt ở trên đường Lê Thái Tổ của phường 2 thành phố Vĩnh Long. Ở phía trước này là cô bác anh chị. Cái đường này á đi vô đây á là cái con đường gì quên tên Ngô Quyền đó cô chú anh chị. Thì hôm nay là ngày 14 tháng chạp âm lịch năm 2021. Thì hôm nay gia đình nhỏ tụi em sẽ cập nhật tình hình coi ở Vĩnh Long mình có lên qua gì hay chưa nha cô bác anh chị. Mình đi thôi nào. Ở trước này á là người ta làm cái cổng làm trên cái tuyến đường này nè, mới đẹp á. Ở phía trước đó nữa thì là bên tay trái có con đường đi vô đó là đường Lý Tự Trọng. Thì những cái cây mai mà bữa trước em quay á, bây giờ là hôm nay nó nguôi đi rất là nhiều rồi. Với lại bên đó hình như mới lên một lô mai, cái cây nhỏ nhỏ ở chừng 2 gang tay à. Để hôm nào mình đi qua đó đi, giờ mình sẽ đi xuống dưới đây. Trước này mấy người ta lên đèn xuống, lên đèn rồi nè đó, mới lên thử một cái à, cũng lung linh quá trời luôn nè. Ở đây á thì em được biết á là người ta làm những cái biểu tượng này nè, là hình bông dừa đó cô bác anh chị, cũng rất là đẹp luôn. Thì Vĩnh Long mình năm nay á là em thấy là người ta trang trí là được cây cầu lộ nè với cây cầu cái cá đó, là hai cầu này là lần đầu tiên là Vĩnh Long mình là trang trí lên đèn luôn. Còn những cái cây cầu khác thì chưa thấy lung linh như cây cầu này. Dưới này á thì là người ta bán đồ trang trí Tết nè, rất là nhiều mẫu mã luôn á, chạy ngang đây lúc nào mình cũng chạy thấy xôm hết trơn á. Trên cái tuyến đường này á thì là đường Ba Án 2, bên đây là phường 1 của thành phố Vĩnh Long. Tuyến đường này người ta bán đồ trang trí Tết rồi cũng nhiều lắm. Ở dưới này nữa nè, hai ba tiệm kế bên luôn á đó, lồng đèn rồi treo cũng lãng quá trời luôn, đẹp quá. Thì thôi lúc chạy á thì em thấy là đường phố Vĩnh Long mình nó cô chú anh chị nó cũng đông hơn, hẳn sơ hơn hẳn đó. Không biết là phải gần Tết hay không mà con ta đi ra đường chơi lên á, phải hay sơ á. Bên kia thì là cái chỗ người ta bán xa chậu, bán bình bông nữa. Thì hôm nay á là em thấy người ta là treo những cái loại chậu màu sắc lên cũng rất là rực rỡ luôn á. Một xíu mình sẽ chạy qua đó mình rồi mình xem cho kỹ hơn nha cô chú anh chị. Với lại á, hôm nay á, là người ta đã bắt đầu dựng những cái sạp á, che nắng che mưa cái sạp. Mấy bữa trước thì mình chưa thấy. Ở đây có mấy cái bán mấy cái bình giống như là mấy cái bình để mình ngâm rượu nữa nè, có hai cái nắp nữa. Dạ trước này người ta dựng cái rạp nè, cái che nắng cho mưa, bán mấy cái chậu keo keo nhìn màu sắc cũng đẹp quá trời đẹp luôn. Bên đây thì bán cây vàng, mấy cái bình bông nè, để trên cái bàn nhỏ nhỏ mình chân mình chơi cũng đẹp lắm luôn á. Mình sẽ đi ra cái này bờ kè ha, mình đi qua đây, bờ kè Sông Tiền nè, con đường Tô Hiệu Quỳnh đó, đường này là đường Lê Lai. Xa xa ở phía trước bên kia là em thấy người ta đã lên qua rồi kìa cô chú anh chị. Ta dựng mấy cái liều này hồi nào không hay luôn á. Hôm qua đi thì còn chưa có thấy, mà hôm nay là bắt đầu có qua người ta bán rồi, dài dài bên gần những nhổ mé siêu thị rồi nè. Ở cái sạp đầu tiên này là em thấy là bán lan nè ha, kế bên nữa thì là bán các loại hoa, cái chậu nhỏ rồi ở xa xa ở ngoài trời này á thì là bán hoa giấy. Nói chung là mình ở đây hơi xa, có gì xíu gia đình nhỏ tụi em sẽ quay lại đây để mình coi cho nó chi tiết hơn. Rồi mình chạy ra ngoài bó rồi mình tham quan trước đi. Ngay cái góc này cũng có bán đồ trang trí Tết nữa nè, trí chậu kiển rồi đó. Đó.
phân bón rồi cây giống rồi đó, hạt giống á. Vĩnh Long hôm nay là thấy thay đổi nhiều hơn so với hôm qua nữa rồi đó. Rồi ở trước bên đây nữa nè, thấy cái gạp người ta dựng lên rồi kìa, nhưng mà chưa thấy có bài bán gì trơn ha. Chắc là người ta ở đây người ta dựng cái người ta lấy lô trước hay gì đó. Bên đây là quán cà phê hóc nè. Wow, ngay chỗ này người ta đã lên bông rồi nè cô bác anh chị. Em thấy là có cúc nè ha, rồi có hoa giấy nè, quá trời đẹp luôn. Ngay chỗ này người ta có bán chậu rồi nữa. Hoa giấy quá trời rực rỡ luôn. Đẹp ha. Giữa ngay chiếc xe mình tới ha. Ở bên này có cây hoa giấy Ấn Độ nè, đó đang nở quá trời đẹp luôn. Đây là cây hoa giấy Ấn Độ đây cô bác anh chị. Cái bông của nó thì là màu hồng hồng, nó pha với màu trắng. Cái bông nó thì sẽ là to hơn cái cây hoa giấy bình thường của mình. Cái lá của nó thì sẽ đậm hơn. Đó là cái điểm mà nhận biệt giữa cây hoa giấy Ấn Độ với cây hoa giấy của mình và cây hoa giấy khác. Khác là như vậy đó. Cái gốc của nó thì người ta làm cái rễ cong cong uốn uốn nhìn cũng rất là thẩm mỹ luôn. Đẹp đẹp. Quá trời rồi, hôm nay là bắt đầu rồi. Thấy như thế này là rồi. Con à, đúng cha luôn rồi. Rồi, ra ngoài bé và kè vào đây nha. Xe xe ở trước thì mấy anh ra trang trí. Đang trang trí rồi, mấy cái bông sen rồi kìa. Đó, thì ra mấy cái bông sen hổm giờ mình thấy á, là người ta để trang trí dọc dọc ở cái tuyến đường Châu Thị Quỳnh này. Sắp mọc luôn, nói chung là từ đây tới tấp là mình khoảng mười mấy bữa nữa thôi, nên là phải làm tranh thủ sớm hơn cái tấp là phải trước năm mấy ngày để bà con người ta đi du xuân. Rồi bây giờ mình quay lại thôi, mình sẽ đi xuống mình coi cái bên mé kia ha, ta đi thẳng luôn ha. Rồi, rồi hai cái này ngay chỗ này là người ta đã làm hoàn thành hai cái rồi, hai cái bông sen. À, bông sen này là chắc là hoàn thiện rồi đó. Chỉ đạo các cơ sở y tế xây dựng kế hoạch tổ chức chăm sóc tốt, thăm hỏi chúc tết người bệnh điều trị nội trú, đặc biệt người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người thuộc diện chính sách. Dạy đây ấy, là bà con bán đồ ăn giặt đồ nè, với bán nước nôi rồi đó, phục vụ cho cô bác anh chị nào mà mình buổi chiều ra đây thư giãn vui chơi đó thì có thể có đồ ăn thức uống luôn. Và vì vậy ở trước này thì là có bán đồ chơi cho con nít rồi nữa nè, đó quá trời luôn. Rồi có khô, có hộp vịt lộn rồi nữa, trời ơi, còn gà nướng rồi nữa. Ừ, cá viên chiên á. Ờ, cá viên chiên, đúng rồi, cá viên chiên ha. Rồi, đó, trước này á, thì là đường Lê Lai giáp với con đường Nguyễn Hữu Út. Này cái góc này, góc đường Nguyễn Hữu Út bên đây với Lê Lai á, thì là có cái quán ốc 30k. Trước này đã bán bọc qua rồi nè. Ơi rồi rồi, để cho chỉnh lại cho nha con. Trước này là qua giấy luôn nè, rồi xa xa thì có qua mẫu đơn, có qua bông bột rồi đó. Kim ngân lượng hả ta, cái cây bông đỏ đỏ, kim ngân vạn lượng. Dạ dạ, 150 một cây. Này mình lên nào chị, mới lên tới luôn hả? Dạ. Dạ làm YouTube. Thôi đừng quay chị. Dạ. Quay chị, này thôi. Chị ngại, quay bông thôi được hả chị? Đó, cô bác anh chị nào mình có chơi qua kiển sớm thì lên mua được rồi đó. Ngay cái chỗ siêu thị là có bán rồi nè. Ở đây em thấy có quà giấy cẩm thạch được đó ha. Rồi quà trang nè, con mẫu đơn đỏ, rồi trên đó có Mỹ Hồng nữa kìa. Mỹ Hồng còn cái chậu cũng
vừa vừa thôi, bông cũng thấy nhiều ghê á. Rồi cái này là bông bụt nè, bụt bông bụt, cái bông hết hồn luôn. Ừ, bông bụt á, nó còn cái tên đẹp lắm mà quên rồi. Đó, ở trước này một số chậu bông gì nè, cũng nhìn rất là dễ thương luôn. Chim ngân nhận lượng thì ở trên đây cái trái nó tròn tròn đó, trăm gửi một cặp hay là trăm gửi một chậu quên rồi, một cây ha, trong đó thì có dưa leo nữa kìa. Ờ đó, mấy cái chậu dưa leo ta cũng làm chuyện để chơi tết đó. Ở dưới này là gì, mãi lên hồng không ta? Hồng, hồng, hồng hả? Cái này em cũng không biết tên nữa, cô bác anh chị nào biết thì có thể chia sẻ em nha. Này có sống đời Thái rồi đó nè. Đó, đẹp ha. Quá trời luôn. Cái gian hàng chị này bán này đủ cây chuyển luôn. Bên này có sứ, có sen nữa. Cái gì chị? Dạ 500 ngàn thôi à. Quá bình dân luôn ha. Cây cũng lớn á. Mình ở đâu lên đây bán chị? Ở phường 3. À phường 3. Năm nào mình cũng bán hết trơn hay là mới bán năm nay chị? Dạ. À, đổi phong thủy thử như thế nào ha. Dạ. Chị cái này cái gì chị? Cúc đồng tiền. Cúc đồng tiền ha. Có cẩm nhung nè, đủ màu 35 ngàn một cặp à. Vậy hả? Cẩm nhung là cái nào đâu chị? Vậy đó hả? Xài bền luôn á. Xài bền luôn. Có 35 ngàn cặp á. Vậy hả? Rẻ vậy trời. Sáng giờ bán làm chi cho chị? Cũng được. Vậy ha. Tại vì nó vô bán giá thương hiệu. Dạ, bông bật chị bán cũng có 30 chục à? 30 ngàn một cái hả chị? Chị rồi cái cây này chị? Cái cây mà sống đời này nè là bao nhiêu? 35 một... ngàn một chậu. Là cái nãy hả? Rồi, cái... Không, cái, đó thì thấm cái này nhiêu? Cái này 100 rồi. 100 ha. Cái này 35 nè. À, cái ô, cái này giống mới hả chị? Cái, là sống đời kép mà nắng. Còn này là mát của Đà Lạt. Dạ, mát của Đà Lạt. Còn cái cây này cái gì vậy? Cát tường. Cát tường, bao nhiêu tiền một chậu? 50 ngàn chậu ha. Là mình bán có bán lẻ một chậu không hay là bán cặp? Luôn. Vậy đó hả? Bán thoải mái. Bán thoải mái luôn đúng không? Cái này là tình yêu nè, xài bền nè. Tình yêu hả chị? Xài bền luôn. Bông con nhất nữa. Dạ. Để em kiếm gì mua ủng hộ chị nha. Không có trời ơi, cái gì đâu. Hả? Không cần được rồi. Không cần luôn hả? Không có gì đâu. Vậy cái đừng. Có xài thì xài, còn không xài thì thôi. Dạ, vậy thì bữa nào ấy thì em mua ủng hộ. Tại vì quay về tính quay mua ủng hộ chị luôn, thấy gì bán đắt đắt. Nói chung là bạn ủng hộ thì cảm ơn, còn bạn cần thiết thì ủng hộ, không cần thiết thì thôi chứ đâu có gì. Dạ. Cát tường là 50, cái giọt nhỏ còn lớn thì 60. Hết không? Cát tường ha. Lấy đồ chậu lớn đi ha. Đủ màu luôn á. Đủ màu luôn hả chị? Đây là bông bột chẳng luôn. Có màu đỏ nữa nè. Có màu tím nè, không quá trời, cây đỏ là màu đỏ là đây. À cái này có chừng té con à. Nè cái này bự nè bạn ơi. Cái này là bao bông bạn tới rằm tháng giêng luôn. Trời ơi đã yên vậy. Tâm màu đỏ nó ra sao ta, nó giống như cái màu này không chị? Giống này nè bạn. Đây là màu đỏ đó hả chị? Đỏ, màu đỏ hồng hồng. Đó hồng hồng hoặc là màu hồng đó. Màu xanh đó là chị, màu xanh đó. Màu xanh đó, màu xanh nhất đó bạn. Nè. Té con. Đây là xanh trắng. Ừ, à, em tưởng là màu xanh dương. Xanh lá cây. Xanh dương. Xanh dương chị không biết có mà không biết cái nào. Dạ. Yeah. Ừ, lấy đi. Lấy đại cái nào? Màu hồng đó đi, màu đó đi. Này luôn, màu này là màu này nhé. Chịu không? Hay là em muốn nào? Bé con, trời ơi. Béo này nó ngồi nè cô bác anh chị. Đó, nó leo suốt, suốt ngoài đây nè. Nó khỉ khọt ghê chưa? Đó, xã em mua ủng hộ. Qua tình yêu. Chị bán là người ta bán con. Con. Ngồi đi. Ẩm ha, ẩm ẩm ha. Từ từ nghe nó cho háo điện thoại ra cái ẩm nè. Rồi. Rồi ẩm nè. Ẩm nè. Đó. Tình yêu bao bền. Bao bền luôn. Hoài được hoài luôn á. Nhà chị là 7 năm rồi đó. 7 năm luôn hả chị? Ừ, tại nó có cái cũ rồi nó lên à. À, đã vậy ta. Đó, một cái này chân chơi. Để đây mình coi cái mấy cây voi giấy nha. À, ở đây cho cây voi giấy một cốt thôi nè. Thấy cây voi giấy này thì có cũ. Có mấy cái rễ lòi lòi lên cũng nhìn mắc cười lắm cô bác anh chị.
đó. Bên đây thì là cây hoa giấy vàng cam, còn ở trong đây thì là cây hoa giấy cam luôn. Cây này là cây này cây cẩm thạch màu màu trắng với màu màu tím, còn bên đây thì nó lai lai cái màu hồng hồng mà nè, hồng hồng. Bên đây là màu tím nè đó. Thì nói thì là 500.000 nhưng mà chắc cũng tùy cây á, tại em thấy trong đó có mấy cây lớn hơn kìa, còn đây thì là mấy cây nhỏ nè. Thì nói khổng khổng gì đó, hoa trang nữa chị. Chị hoa trang này bán sao chị? Cái trang Mỹ Hồng nè, 45.000 vậy hả? Còn cái này 40 nè. Ê, vậy mình mua cặp Mỹ Hồng đi, đổi lại cái ghe đi. Cái trang này, Mỹ Hồng này chạy bệnh hơn. Cái này không phải, cái này là tàu lá chung. Tàu lá chung, đúng rồi. Cái lá do nha, vừa. Cái này là lá nhỏ, còn cái đó lá lớn. À, được. Cái lá lớn đó em. Lá lớn đó nhiêu chậu chị? 45.000. Lá lớn, lấy em ra một cặp đi. Ừ, lấy cặp đó đi. Đổi lại với cây cách tường nha. Được, được. Đừng buồn nha. Trời ơi, mua bán mà. Dạ, tại vì em cũng thích cái cây Mỹ Hồng này lâu lắm rồi nè. Nhưng mà không luôn á. Dạ, quý quá. Bông nó to nha, như cái tô đó. Rồi đã thiệt chứ. Chị lấy ra cho bằng lựa nha. Dạ, chị lấy đại cho em cặp đi. Chị lấy cặp nào xứng xứng rồi chị lấy em đại đi. Mua bán cho lẹ lẹ đi. Ủa bà chưa ra giùm mẹ là nó tới. Cái nào mà có bông xương xương cho em đi. Em chơi tới Tết được không? Qua Tết luôn. Qua Tết luôn. Bông nó tốt là nó như cái tô vậy đó. Dạ. Về là mình chăm sóc làm sao nữa chị? Về mình để về mình tưới nước bình thường, xong rồi mình qua Tết rồi hết bông mình xuống đất. Bông xuống nó càng ngày càng lớn. Dạ. Nó bự dữ lắm. Dạ. Ví dụ mình là không có chỗ trồng á, em vô chậu bự thôi. Vô chậu bự, bự. Dạ. Nó mau bự lắm. Tại nhà em cũng không có đất nữa. Lấy cây nào? Cây nào cũng được, lấy em cặp đi. Chị lựa giùm em luôn. Hình như hai cây này bự nhập luôn. Dạ. Nhưng mà nó xứng không ta? Hay là hai cây nào? Cây nào em thấy sao em? Em thấy cây này nè, cây này được rồi nè. Ừ, cây đó đẹp quá ha. Nhưng mà cái này không xứng cái này. Gì hả? Nó xứng một cặp nhìn nó được. Đợi đi. Hả? Lấy đại cặp đó đi. Mỹ Hồng đúng không chứ không lấy Mỹ Đỏ đúng không? Hả? Mỹ Hồng hay Mỹ Đỏ? Mỹ Hồng. Cái đó là hay Mỹ Hồng hay hơn. Một cặp Mỹ Hồng đúng không? Cây à. Dạ. Rồi. Chị lấy ra cho mình nữa. Trời ơi, lấy ra cho trời, mua có gì đâu rồi lấy. Cái nào đây? Cái này. Đó. Cái này phải không? Cái này cũng không sao? Được không? Em thấy được không? Được, thấy cũng xứng á. Rồi, vậy đi chị vô coi. Rồi. Sắp lên ta. Nó quậy quá trời rồi. Lên xe đi. Cảnh đó mà nó quậy nó rồi xuống đất nó đi bộ. Đi, cho người ta kể cho. Hồi nãy em đưa 60 rồi. Giờ em đưa thêm 30 nha. Bền lắm luôn á. Mua đó hả? Mua một cặp trước đi rồi mà đúng rồi, mai mốt là mình mua tiếp, mình giới thiệu cho cô bác anh chị người ta biết thôi. Còn cái bông nó bông tím tím không biết bông gì ha. Mai xanh, giống mới á. Mai xanh hả chị? Giá sao chị? Giá sao chị? Cây đó hả chị, nó đừng có thiệt mất em. Tại vì nó mới á, nhưng mà bây giờ là nó rẻ rồi đó. Chứ lúc trước mà nó cao cả vậy, cao hơn chút xíu là cả triệu luôn á. Ôi, giống mới lắm á. Tại vì nó cái bông của nó tím xanh luôn. Cái này mình còn về nữa, đã trả rồi. Cái này mình còn về hàng hoài luôn đó anh chị. Còn cho mỗi nè, bán chậu chậu. Rồi. Còn về cho mỗi không? Dạ. Rồi vậy bữa nào em thấy ưng em ghé mua tiếp. Dạ. Có loại nào lớn không? Về mình có về loại lớn hơn không? Hay là giống như bán nhỏ nhỏ vậy đó. À dạ. Rồi. Dạ, dạ, em thấy bông nó nổi quanh năm luôn, đẹp ghê á. Có nó có làm vàng một cốt. Dạ. Dạ. Với lại chị giá này bình dân ha. Bình dân. Cái chỗ này chị bán là ngay kế bên quán ốc xíu đó cô bác. Ngay siêu thị á. Kế bên bán lan này là biết liền à. Ai mình có mua đồ ra chơi sớm ra mua ủng hộ chị nha cô bác. Ở lên đây lan ha. Lan nó đẹp. Dạ. Lào còn của chị cô bác nó nóng vậy. Dạ rồi đó hả? Lào là rồi. Dạ. Rồi. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn chị nhiều luôn. Chúc chị bán đắt nha.
thôi, đi thôi, đi thôi. Rồi đem ra. Đó, chưa cho là gia đình nhỏ tụi em mua được cặp bông rồi để chơi tết rồi đó cô bác anh chị. Kế bên đây là bán bông lan nè, bán lan, hoa lan chứ ít ai kêu bông lan ha. Ơi. Ồ. Giờ mình đi đâu nước xanh? Đi ra sạch dưa. Rồi đi dài dài qua bên coi sạch dưa cái mình chia tay cô bác anh chị mình luôn. Giờ trời cũng sập tối rồi. Mua được cặp này vui ghê luôn á. Mua cái bông trang thì mình chơi nó rất là bền, rất là lâu luôn. Còn cái kia thì mình chơi qua đợt rồi coi như là xong rồi đó. Đó giờ mời cô chú anh chị mình cùng đi con cái nhập vào cái khuôn viên trường học của Lưu Văn Liệt á. Thì hôm qua em đã thấy người ta dựng sạp dưa rồi lên cũng lai rai rồi đó. Thì không biết tình hình hôm nay ở bên đó là như thế nào để mình đi vòng qua đó mình xem thám thính thử anh. Có khi nào là người ta lên dưa hay là người ta dựng nhiều hơn hay không gì đó mình coi mình mới biết hả. Bây giờ cái đây bán bông qua rồi là mình để chân cúng này chỗ này giải tỏa giống à, chuẩn bị dựng dạp bên nào cái dạp giờ chưa ra ta chưa dựng lên được á chắc chạy quá phải sạch sạch đây đây ngay chỗ này dựng hai cái dạp lên luôn không biết nữa gì khu vực này bán gì luôn ha sắp dưa quá để xong rồi mình mới biết chứ giờ mình thấy dựng dạp lên cũng thấy sơn sơn rồi đó vừa quẹo ra hay gì hay đi thẳng luôn rồi thẳng luôn ha thẳng luôn thì mình sẽ đi ngang chợ trái cây của chợ Vĩnh Long nè rồi đi cái đường Định Vàng luôn đi cái đường Định Vàng ở phía trước đó là đường Hùng Dương nó quẹo phải quẹo qua đây chuẩn bị trang trí tết thêm nữa đây ha thôi dựng nhiều hơn rồi nè đó là thì ra chuyện cũng còn còn gian dở đó quá trời à, con bán của chị vòng vòng đây chính đông nè ngay chỗ này như là cũng thêm một số sạp ấy vậy nè thấy nhiều hơn hôm qua đó ngay chỗ đó là bán gì nè giải rồi đó à. Đó vậy là cái sạp dưa hấu hôm nay là em thấy nhiều hơn hôm qua rồi nữa chắc là ta lên trước đây ta lấy lô á à. Dài khu vực ở trước này chưa hôm nay chưa thấy gì dạy đây ha để không biết ngày mai có thay đổi gì không ở đây giờ mình sẽ mua bò cái cô này qua đường Nguyễn Văn Chỏi nha đường năm thì ở trên cái con đường Nguyễn Văn Chỏi này cũng có bán các sạp dưa nữa nhưng mà hôm nay chưa thấy lên cái sạp nào ở trên nè vẫn chưa thấy dựng dạp nào luôn đó thẳng tới phía trước là mình sẽ đụng lại cái con đường Hùng Dương nói chung là nguyên cái khuôn viên vòng vòng trường học Lưu Văn Liệt á thì là người ta tận dụng để bán loại dưa đó cô chú anh chị đó ở trước này quá trời gạp được dựng lên luôn rồi nè nhiều hơn qua quá trời luôn vậy là coi bộ cái tuyến đường ở bên mé Hùng Dương này mấy sạp dưa bán nhiều hơn ở bên kia sạp dưa dựng á đúng rồi thấy là trước tiên là dựng lên tranh lô à sớm quá trời rồi nè
nhiều ghê luôn á. Còn hạnh phúc chưa tới mà. Không biết của ai luôn, không có để tên. Từ năm này sẽ thấy là những cái sạp của hạnh phúc rồi á, mình dựng trước đi. Rồi mình kết thúc video clip luôn không? Hay là mình đi làm nữa đây? Ok. Dạ rồi thì đến đây gia đình nhỏ tụi em cũng xin phép được tạm dừng video clip. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị trong và ngoài nước đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh Khám Phá Vĩnh Long. Xin kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ thành công trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại ở video clip mới nhất. Bye bye.